Nhật Linh xin trân trọng kính chào quý vị khán thính giả của Just Media Network trong chuyên mục Tiếng Nói của Người Dân Quận Cam. Và trong chương trình hôm nay, Nhật Linh sẽ xin nói một số điều, một số việc liên quan đến vài ứng cử viên trong cái kỳ bầu cử vào ngày 8 tháng 11 sắp tới đây của thành phố Westminster. Thưa với lại quý vị, cái người mà Nhật Linh sẽ nói đầu tiên sẽ là nghị viên Kimberly Hồ. Xin thưa với lại quý vị, gần đây nghị viên Kimberly Hồ có lên ở trên kênh của phố Bonsa TV cùng với Andrew Lê. Cũng như là bà có lên trên kênh của Kimberly Hồ Channel với lại nhà báo Trúc Linh, thì Linh cũng có xem qua, và Nhật Linh xin được có một số nhận xét để rộng đường dư luận, để cho quý vị cử tri có thêm thông tin để mà chúng ta có thể chọn lọc cái người xứng đáng vào vị trí thị trưởng của thành phố Westminster của chúng ta. Xin thưa với lại quý vị, có thể nói rằng Kimberly Hồ đã rút kinh nghiệm về cái việc thất cử vào tháng 6 vừa rồi trong cái cuộc bầu cử sơ bộ mà bà ta ứng cử vào vị trí dân biểu của tiểu bang. Là vì cái đợt đó vào tháng 6 thì là Kimberly Hồ tấn công ứng cử viên Trí Tạ bằng hết công suất, bôi nhọ và chụp mũ rất là nhiều điều cho ứng cử viên Trí Tạ. Và có lẽ vì những cái điều mà bà bôi nhọ, bà chụp mũ, bà nghĩ rằng là bà có nhiều tiền cho nên là bà in rất là nhiều flyer để mà bà tấn công ứng cử viên Trí Tạ cũng như là ứng cử viên Ted Bùi, mà đặc biệt là ứng cử viên Trí Tạ. Bà chụp mũ một cách vô lối, cho nên là các cử tri của địa hạt 70, người ta đã nhận ra chân tướng của Kimberly Hồ, cho nên là bà đã thất bại nặng nề. Thất bại một cách mà Nhật Linh nói rằng là đó là một cái sự thất bại đáng xấu hổ. Tại vì bà bỏ ra đến 500.000, và bà là một cái người mà luôn luôn vỗ ngực xưng tên rằng là bà tài giỏi, bà có học vị cao hơn những ứng cử viên khác. Thậm chí bà còn nói rằng về trình độ tiếng Anh của bà là ưu việt, và bà chê cả tiếng Anh của ông ứng cử viên Trí Tạ là không có đủ vốn tiếng Anh để mà tranh luận. Thế nhưng mà trong cái kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6 vừa qua thì Kimberly Hồ đã thất bại nặng nề đến cái độ mà thua cả phiếu của Ted Bùi, là một cái người mới dấn thân vào chính trường chưa tới 2 năm mà ông ta đã nhảy một bước rất là nhanh dưới sự dìu dắt của Janet Nguyễn, bà dân biểu hạ viện của tiểu bang. Janet Nguyễn đã đỡ đầu cho Ted Bùi, đưa ông ta vào một bước nhảy vọt, là khi ông ta đang làm nghị viên của thành phố Garden, thành phố Fountain Valley chưa đủ 2 năm mà đã nhảy ra ứng cử dân biểu tiểu bang. Thế nhưng Kimberly Hồ thua cả phiếu của Ted Bùi. Thưa quý vị, có lẽ là cái điều này tôi nghĩ rằng cái ekip mà làm trợ lý cho Kimberly Hồ đã đưa ra những cái phương án ứng cử bị sai đường, cho nên đã bị cử tri người ta nhận ra chân tướng thật. Và những cái điều mà Kimberly Hồ càng đánh một cách chụp mũ lộ liễu và sai với sự thật đối với ứng cử viên Trí Tạ đã tạo nên một cái làn sóng dư luận phẫn nộ, và các cử tri người ta quay lưng với lại Kimberly Hồ. Và chính vì vậy mà
qua cái cuộc bầu cử sơ bộ tháng 6 thì ứng cử viên Trí Tạ đã thắng lớn. Và có lẽ vì rút kinh nghiệm như vậy cho nên bây giờ bà Kim Ly Hồ trong cái đợt ứng cử thị trưởng Westminster, bà ta đã thay đổi chiến thuật. Có lẽ là ekip của bà ta cũng như bà ta đã thay đổi chiến thuật, là bà ta đã không có dùng những cái ngôn từ để mà triệt hạ, sỉ nhục hay là chụp mũ ứng cử viên đối phương với mình, mà bà ta đi vào cái chiêu là quảng bá bản thân mình và giới thiệu trình độ bằng cấp. Và nhưng mà qua tất cả những cái clip mà Nhật Linh theo dõi thì Nhật Linh thấy rằng phải nói một điều là bà Kim Ly Hồ quá là tự mãn, tự cao, tự đại. Phải nói là như vậy. Kim Ly Hồ không có đức tính khiêm tốn. Bà ta nói về mình và ngạo mạn chê những ứng cử viên đối thủ của mình. Bà coi những người đó như là không có một cái giá trị gì so với cái mà Kim Ly Hồ đã đạt được. Xin thưa với lại quý vị, cái việc mà Kim Ly Hồ đạt được cái bằng tiến sĩ, cái điều đó chúng ta trân trọng. Thế nhưng một ai đó có học vị, có bằng cấp, nhưng vấn đề sử dụng cái vốn kiến thức của mình như thế nào ra chính trường, nó lại là một chuyện hoàn toàn khác. Xin thưa với lại quý vị là như vậy. Mà bằng chứng, tôi không có nói những năm trước, tôi chỉ nói 2 năm trở lại đây thôi. Kim Ly Hồ lúc nào cũng vỗ ngực xưng tên là bà ta có đầy đủ kinh nghiệm, vì bà ta thành đạt từ 500 đồng mà sau 32 năm bà ta có đến 50 triệu đồng. Cái điều đó đủ để mà bà ta đem cái kinh nghiệm ở trên thương trường để áp dụng vào trong chính trường ở Westminster. Bà ta nói như vậy. Nhưng mà Nhật Linh muốn thưa chuyện với lại quý vị. Quý vị nghĩ là Kim Ly Hồ nói khởi nghiệp bằng 500 đồng, quý vị có tin không? Trong khi đó bà ta cũng đã từng nói với cái bằng tiến sĩ về dược khoa, bà ta đi làm tiền lương của bà ta hơn 100.000 đô một năm. Thì sau nhiều năm bà ta đi làm như vậy thì tại sao khởi nghiệp để sản xuất cái Apogee dùng cho bảo vệ da thì chỉ với 500 đồng vốn? Thưa quý vị, cái đó có thể tin được hay không? Và 500 đồng vốn bắt đầu như thế nào? Thì cái việc đó Nhật Linh chỉ đặt câu hỏi và để mỗi chúng ta, mỗi người tự suy ngẫm. Chúng ta có thể bắt đầu bằng 500 đồng. Như vậy thì bao nhiêu năm bà ta làm hàng năm tiền lương trên 100.000 đô? Thì là như thế nào quý vị? Thì cái số tiền mỗi một năm như vậy mà bắt đầu khởi nghiệp để mở ra sản xuất cái Apogee thì 500. 500 thì thật sự là Nhật Linh không hiểu là Kim Ly Hồ đã làm như thế nào. Hay là bà ta chỉ có 500 tiền mặt rồi bà ta đi vay tiền của nhà băng để làm, mà nhà băng cho bà vay hết, gần như là vay 100% hay sao? Thì cái điều đó mình không biết, nhưng mà Nhật Linh vẫn thấy nó có cái điều gì đó như là tự phô diễn và tự sướng. Nhật Linh không có thể nào mà tin được là bằng 500 đồng để khởi nghiệp, để mà có thể mở sản xuất cái Apogee. Tất nhiên Nhật Linh biết là rất là nhiều người, nhiều công ty của Việt Nam, nhiều công ty mà mình đang nói trong cái phạm vi của người Mỹ gốc Việt thôi,
là chả có sản xuất gì cả, mà rất là nhiều nhà máy sản xuất. Người ta sản xuất ra thì mình có tiền, mình đến đó mình đặt hàng và mình yêu cầu người ta là thêm cái chất này vào một tí, thêm cái chất kia vào một tí. Người ta đưa cho mình cái công thức là để bảo vệ da nè, thì cái công thức của người ta đưa ra như vậy. Thì mình muốn cho cái sản phẩm của mình nó đạt hiệu quả hơn, nó nhanh hơn, hay là mình bán giá cao hơn cái sản phẩm khác, thì mình có quyền yêu cầu cái nhà máy đó là thêm cho tôi chất này, thêm cho tôi chất kia. Rồi người ta sản xuất ra và mình in cái nhãn hiệu của mình dán lên thì gọi là mình sản xuất. Chứ còn để nói rằng là Apogee của Kim Ly Hồ là mở ra một nhà máy sản xuất thì Nhật Linh nghĩ là không có. Thì thưa với lại quý vị, cứ cho rằng Kim Ly Hồ đã từ 500 đồng sau 32 năm trở thành 50 triệu. Thế nhưng Kim Ly Hồ nói rằng quản lý một cái thành phố giống như quản lý một công ty, thì điều này Nhật Linh hoàn toàn phản bác. Quản lý một thành phố không thể nào như quản lý một công ty được. Bởi vì một cái thành phố có nhiều cư dân các sắc tộc trên thế giới, và những mỗi một cư dân là một thế giới riêng biệt, và các cư dân này họ không nhận lương của cái người nghị viên đó, người thị trưởng đó, cho nên họ không có sợ bị đuổi việc, nên nhớ là như vậy. Còn anh quản lý một công ty của anh bỏ tiền ra, anh là người được quyền điều hành, anh có thể làm tất cả mọi việc, bởi vì nó là sở hữu của bản thân mình. Còn quản lý một thành phố không phải một mình anh làm được, mà còn có 4 người đồng viện nữa. Làm như thế nào để thống nhất ý kiến được 5 người mà như một, đó là một nghệ thuật, và đó là nó đòi hỏi một cái trí tuệ, đòi hỏi một cái sự khôn khéo uyển chuyển. Và làm thế nào để cho hàng chục ngàn người dân người ta đồng lòng với lại những cái nghị trình của thành phố, đó cũng là cả một cái nghệ thuật, một sự uyển chuyển. Và làm thế nào để thuyết phục được cử tri người ta đi thuận chiều với lại hội đồng thành phố không phải đơn giản. Mà Kim Ly Hồ vỗ ngực xưng tên là có nhiều kinh nghiệm như vậy, bà rất là tự tin khi bà nói điều này. Và bà ta kết luận luôn là lãnh đạo một cái thành phố, điều hành một thành phố như là điều hành một công ty. Thì điều này Nhật Linh hoàn toàn phản bác. Điều này phải nói rằng là Kim Ly Hồ còn quá non kém trong cái việc làm chính trị. Thưa quý vị, tại sao mà Nhật Linh nghĩ rằng có thể ai đó nói rằng là sao Nhật Linh cứ nói Kim Ly Hồ nhiều vậy? Nhưng mà xin thưa với lại quý vị, thật sự dưới mắt của Linh á, Kim Ly Hồ non kém nhiều thứ lắm. Linh vẫn rất là tôn trọng, bà ấy là một tiến sĩ về ngành dược, điều đó Linh rất là tôn trọng. Nhưng phải nói rằng Kim Ly Hồ là một người được đào tạo bị khiếm khuyết. Bà ta chỉ học giỏi thôi. Còn Linh thấy trong quan hệ ứng xử xã hội, trong điều hành công việc của thành phố, bà lộ ra hoàn toàn nhược điểm. Mà Nhật Linh chỉ nói những cái sự việc gần đây thôi, thưa quý vị. Cái điểm thứ nhất, Kim Ly Hồ luôn luôn nói rằng thành phố đang đứng bên bờ vực phá sản. Nhưng hơn 2 năm qua, Kim Ly Hồ đã quay lưng lại
với lại ông thị trưởng Tạ Đức Trí và ông nghị viên Charlie Nguyễn Mạnh Chí, và bà ta cùng lôi kéo cùng hai lá phiếu của Tài Đỗ và Carlos Menzo. Cả ba người này làm cho thành phố Westminster đảo điên, quay cuồng, mất đoàn kết trầm trọng. Mất đoàn kết đến cái độ hơn 2 năm qua thành phố này các cuộc họp triền miên chỉ một mục đích là gì? Là giải quyết những vấn đề mâu thuẫn giữa hai bên yes và no. Một bên 3 lá phiếu và một bên 2 lá phiếu. Và lơ là những việc chính yếu của thành phố. Mà thành phố phải chi tiền vào những cuộc họp vô bổ như vậy rất là nhiều lần, thưa quý vị. Thế thì nếu như bà ta nói rằng điều hành một thành phố như là điều hành một công ty, thì nếu mà cái công ty Westminster này là của bà ta, thì bà ta có phải bỏ tiền ra những cuộc họp triền miên như vậy, xài tiền vô tội vạ như vậy hay không? Hay là bà ta tiết kiệm từng đồng? Thưa quý vị, mà tôi nói một cái việc nhỏ nhất thôi, trước mắt là cái việc mà ông Charlie Nguyễn Mạnh Chí, ông ta tổ chức một cuộc họp báo nơi tiền sảnh của City Hall để thông báo rằng ông ta đã chính thức ứng cử vào vị trí thị trưởng Westminster. Thì trước khi ông ta quyết định tổ chức ở tiền sảnh của City Hall, thì ông Charlie Nguyễn Mạnh Chí đã xin ý kiến luật sư thành phố, manager của thành phố, và họ trả lời rằng ông có thể làm, không vi phạm luật, nếu như ông không sử dụng bất cứ một tài sản gì của thành phố, ngay cả cái việc cột cái sợi dây biểu ngữ vào trong cái trụ cột của thành phố cũng không được, hay là sử dụng cái toilet, xin lỗi quý vị, sử dụng cái toilet của thành phố vào cái ngày mà thành phố đóng cửa cũng không được. Và hoàn toàn ông Charlie Nguyễn Mạnh Chí đã chỉ sử dụng cái sàn tiền sảnh đó thôi, và mọi thứ ông ta không đụng chạm đến tài sản của thành phố. Như thế mà mặc dù Kimberly Hồ và cả Tài Đỗ nữa đều lớn tiếng rêu rao và đổ vào đầu ông thị trưởng Tạ Đức Trí là thành phố đứng bên bờ vực phá sản, vậy mà một cái hành động ông Charlie Nguyễn Mạnh Chí tổ chức buổi truyền thông như vậy mà Kimberly Hồ Tài Đỗ lên ngay một cái nghị trình họp emergency của thành phố để phê phán ông Charlie Nguyễn Mạnh Chí về cái chuyện sử dụng tài sản của thành phố. Đó là mấy người đó họ tự chụp mũ như vậy. Một cái việc cỏn con như vậy có cần họp emergency không quý vị? Vì họp bất thường như vậy rất là tốn tiền. Mà cái ngày ông Charlie sử dụng đó là ngày thứ 6. Ngày đó là hội đồng thành phố đóng cửa không có làm việc. Cho nên cái việc họp báo đó nó không gây trở ngại cho cư dân, cho nhân viên thành phố. Và cái buổi họp báo đó chỉ có vài chục người, 20 mấy người, không cần phải xin giấy phép theo luật của thành phố. Như vậy mà cuộc họp mất mấy tiếng đồng hồ. Ngoài giờ làm việc, thành phố phải bỏ tiền trả cho nhân viên overtime. Mà ông luật sư cũng như manager thành phố đã nói rằng ông Charlie Nguyễn Mạnh Chí không có vi phạm luật, thì bà Kimberly Hồ và Tài Đỗ vẫn ngoan cố bảo rằng ông luật sư, đến cái độ mà họ nói ông luật sư không biết luật. Thưa quý vị, đó là cái sai, cái sai một cách cố chấp và dùng tiền của thành phố một cách vô lối. Sở dĩ tôi phải nói lại là vì sao Kimberly Hồ
Nghĩa là cả tháng nay bà ta lên sóng, bà ta luôn đổ thừa thành phố đứng bên bờ vực phá sản là lỗi tại ông Tạ Đức Trí. Để tôi sẽ phân tích sau để quý vị hiểu rằng Kimberly Hồ nói thì hay lắm, nhưng mà làm thì như vậy đó quý vị, làm rất là sai trái. Ngược thời gian một chút, quý vị có thấy không, là khi mà thành phố cái nguồn tiền dự trữ đã cạn kiệt, mà tự dưng ông Tạ Đức Chí đang ngồi làm việc trong cái văn phòng thị trưởng mà đã có mấy chục năm nay rồi, thì tự nhiên Kimberly Hồ lôi kéo Tài Đỗ và Carlos Menzo đưa vội vàng một cái nghị trình, và ba người này bỏ phiếu yes, quyết định ngay tức thì trong một cuộc họp là văn phòng thị trưởng phải dời ra khỏi City Hall. Thưa quý vị, mà lẽ ra muốn dời văn phòng thị trưởng thì ba người này phải đưa được một cái plan. Dời là dời như thế nào? Nếu mà dời ở vị trí ra khỏi City Hall thì cái văn phòng thị trưởng phải đi về đâu? Ngồi chỗ nào? Và để có cái chỗ ngồi đó thì cái plan là xây dựng như thế nào, hay là sắp xếp lại như thế nào, thời gian là bao lâu, phải không quý vị? Cái cách làm việc là phải như vậy. Khi anh muốn quyết định một cái gì thì anh phải có một cái plan. Tôi nói ngắn gọn như vậy thôi. Rồi một cái chuyện mà hiện nay thành phố đang đau đầu, mất rất nhiều tiền chi cho các cuộc họp, và tháng 9 tới đây sẽ họp về cái chuyện này nữa, đó là gì? Cái tượng đài tái chiếm cổ thành Quảng Trị mà do bà Kimberly Hồ đứng đầu với lại cái đám sĩ quan Tôm Hùm. Sau khi mà Kimberly Hồ đã lôi kéo được Tài Đỗ và Carlos Menzo, ba người bỏ phiếu là dừng vô thời hạn với lại cái tượng đài tái chiếm cổ thành Quảng Trị của cái nhóm luật sư Lân và luật sư Văn. Thưa quý vị, thì bà ta mới đem cái đám sĩ quan Tôm Hùm vào trong cái hội đồng thành phố, cái phòng họp của council member, và cái đám sĩ quan Tôm Hùm đưa tay thề, tuyên thệ trước bà Kim Ly Hồ trung thành chung thủy gì đó đó. Và thưa với lại quý vị, trong cái những lần trước Linh đã nói với quý vị rồi, về nguyên tắc xây dựng tượng đài là cái việc đầu tiên anh phải có một, tìm được một cái miếng đất, phải có một cái park để mà mình đặt tượng. Mình phải có cái park trong tay mình rồi thì dựa trên cái khoảng không gian, cái diện tích của cái park đó và những cái thông số kỹ thuật, cái nền đất của cái park đó mà mình mới mời kiến trúc sư và nhà điêu khắc để người ta đưa ra một cái tượng như thế nào cho phù hợp với khoảng không gian và cái thông số địa chất của cái miếng đất đó. Có phải không quý vị? Đằng này Kimberly Hồ, cái việc mà lôi kéo Tài Đỗ và Carlos Menzo dừng một cách cấp bách cái tượng đài của ông, hai ông luật sư Lân và Văn, và bà thành lập ngay một cái hội đồng mà bà cho đó là hội đồng của hội đồng, và tổ chức ngay những buổi để mà huy động tiền của cộng đồng người Việt, và cho vẽ ngay bản vẽ và đi đúc tượng năm ông lính liền. Bây giờ có năm ông lính thì không có đất để dựng tượng. Vì sao? Bà muốn làm cho đã nư, và bà muốn vội như vậy để làm gì? Bà muốn lấy điểm với cộng đồng Việt Nam để cái cuộc bầu cử sơ bộ tháng 6
mà bà ta ứng cử vào dân biểu tiểu bang thì bà ta sẽ được phiếu của cử tri, vì cử tri sẽ nói rằng bà làm được một cái việc lớn cho cộng đồng. Linh nghĩ chỉ có lý do đó. Lý do thứ nhất là bà muốn làm cho đã nư với cái nhóm hai luật sư Lân và Văn. Thứ hai là bà muốn nhanh chóng như vậy để bà lấy điểm với cộng đồng Việt Nam, là bà làm nên một cái kỳ tích, là xây dựng được cái tượng đài tái chiếm cổ thành Quảng Trị lớn như vậy để cho cử tri Việt Nam dồn phiếu cho bà trong cái cuộc bầu cử tháng 6 sơ bộ vừa qua. Nhưng, thưa quý vị, chúng ta không thể nào chối cãi rằng người làm mà trời nhìn. Chúng ta cứ làm đi, cứ hành động đi, còn trời đất sẽ nhìn vào mình. Trời đất sẽ nhìn vào tâm can nha quý vị. Nhìn vào tâm can mình. Nếu chúng ta là người Công giáo thì có Chúa nhìn vào chúng ta. Nếu chúng ta là Phật giáo thì sẽ có Đức Phật, sẽ có Mẹ Quan Âm nhìn vào tâm can của chúng ta để mà soi xét, để mà soi rọi. Và quả báo nhãn tiền của thời này là tức thì, chứ không có đợi kiếp nào nữa cả. Thưa quý vị, chỉ vì làm cho đã nư, cho nên vội vàng vẽ một cái cụm tượng thật là to, to còn hơn là tượng đài chiến sĩ Việt Mỹ nữa thưa quý vị. Mà cái điều đó rất là vô lối, phải không quý vị? Nó biểu hiện một sự ngu dốt đến tận cùng. Mà cái ngu dốt đầu tiên là ở nghị viên Kimberly Hồ, và tiếp theo đó là một cái đám sĩ quan tôm hùm, cả một tập thể, phải nói là quá ngu dốt. Cho nên sau khi đó, vì Kimberly Hồ tưởng rằng bà nắm trong tay hai lá phiếu của Tài Đỗ và Carlos Menzo, cộng với bà nữa là ba lá phiếu, bà chắc như bắp. Cho nên bà đã làm không hề đúng phương pháp. Nhật Linh phải nói tỉ mỉ như vậy để quý vị thấy Kimberly Hồ có phải là người có nhiều trải nghiệm tốt không quý vị. Linh nghĩ rằng cái việc mà bà thành đạt khi mà bà mở Apogee đó là sao? Sự may mắn. Trong cuộc đời của mỗi một con người, nó có những cái khoảng thời gian hưng thịnh. Cái khoảng thời gian đó là cái đường parabol biểu diễn cuộc đời mình nó đi lên. Nhưng nó sẽ có những cái khoảng thời gian mà parabol nó đi xuống. Thì Linh nghĩ có thể đây là lúc mà cái đường parabol sự nghiệp của Kim Ly Hồ nó đang biểu hiện cái đồ thị đi xuống, thưa quý vị. Cho nên hai năm qua Kim Ly Hồ làm toàn những điều sằng bậy. Bà ta đầu têu làm những điều sằng bậy. Mà cái việc mà tượng đài cổ thành Quảng Trị cho đến bây giờ vẫn chưa dứt dạc. Và tháng 9 tới đây, thành phố lại một phen vất vả trong một cái buổi họp, không biết là phải mất bao nhiêu tiếng đồng hồ nữa thưa quý vị. Bởi vì sao? Bởi vì cái thành phố Westminster này, cái tượng đài chiến sĩ Việt Mỹ, nó là biểu trưng duy nhất cho cái tình chiến đấu của hai nước Mỹ Việt chống cộng sản và bảo vệ tự do dân chủ. Đó là tượng đài duy nhất mà có thể nói rằng là nó thống lĩnh về cái giá trị tư tưởng của cái tinh thần chiến đấu Mỹ Việt. Còn những tượng đài khác, nó phải đứng sau cái tượng đài chiến sĩ Việt Mỹ. Một người làm nghị viên phải nhận thức được như vậy.
tại sao có thể xây dựng một cái tượng đài cổ thành Quảng Trị lớn hơn cái tượng đài chiến sĩ Việt Mỹ? Điều đó xúc phạm đến người Mỹ. Chúng ta đang ở nước Mỹ. Chúng ta là người Mỹ gốc Việt, là một nhóm dân thiểu số. Khi chúng ta sống ở một đất nước nào, chúng ta phải biết mình là ai. Và mình phải hành xử cho đúng mực. Chứ không phải khi mà mình có một cái bằng quốc tịch trong tay, có nghĩa là mình mặc nhiên mình nghĩ rằng mình ngang hàng với người Mỹ. Nếu mà nói về luật, đúng là như vậy. Nhưng trên thực tế không phải như vậy. Cái điều này không có nghĩa rằng là chúng ta tư duy một cách nhược tiểu đâu quý vị. Mà chúng ta phải biết rằng mình là một cái nhóm dân thiểu số. Và chính người Mỹ bản xứ, tất nhiên cái nước Mỹ này ai cũng là di dân cả. Nhưng cái người da trắng là cái gốc dân di cư đầu tiên. Và họ đã trải qua biết bao nhiêu chông gai gian khổ để có một nước Mỹ ngày nay cho những người sắc dân khác như chúng ta đến đây. Và chúng ta thừa hưởng những cái kết quả của nhiều thế hệ người da trắng đã hy sinh, và cả người da đen nữa. Cho nên phải biết người biết ta. Và một bà nghị càng phải hiểu rằng khi mà làm tượng đài, nó không chỉ là tượng đài là để gì, là biểu trưng của văn hóa và mỹ thuật, thì mình phải hiểu về văn hóa và mỹ thuật mình mới đứng ra để mà làm đầu trò xây dựng tượng đài. Chứ không phải là làm tượng đài để thỏa mãn một cái sự trả thù cá nhân, hay là để mưu cầu cho một cái việc của chính cá nhân mình. Cho nên Kim Lee Hồ đã quá sai khi vội vàng cùng với cái đám sĩ quan tôm hùm đặt 5 cái tượng ông lính của chiến tranh ở Quảng Trị. Bây giờ gây khó khăn cho thành phố trong cái việc mà đi tìm cái park. Mà bà ta rất là vô thiên vô pháp. Bà ta chỉ với lại cái ủy ban quản trị thành phố là phải tìm cho ra một cái park cho bà ta. Thưa quý vị, nhưng không dễ với lại cái sắc dân Mỹ trắng lâu đời ở đây. Người ta không thể chấp nhận như vậy. Ở Mỹ này luật là luật. Luật là luật. Cho dù người Mỹ gốc Việt ở thành phố Westminster đến khoảng 40% lận, còn 60% là Mỹ trắng và vài sắc dân khác. Nhưng luật là luật. Ở đây không có chuyện lấy thịt đè người. Cho nên nhiều cuộc họp của thành phố vừa qua, người Mỹ trắng họ kéo đến, họ phản đối đến cùng. Và họ dứt khoát trong 17 cái park ở Westminster không có thể có một cái park nào đặt cái tượng đài chiến thắng cổ thành Quảng Trị. Thưa quý vị, và may thay là cái Memorial Park, cái đó là một cái park tư nhân, người ta sẵn sàng dành một cái khoảng đất cho bà Kim Lee Hồ đặt cái tượng đó, nhưng mà bên đó họ không chịu. Thế thì có phải là làm khổ cho thành phố không? Và không chịu cho nên nhiều cuộc họp vẫn chưa giải quyết xong, và đến tháng 9 tới đây lại phải thêm một cuộc họp nữa. Và tôi hy vọng cuộc họp tháng 9 này sẽ chấm dứt cái việc này. Riêng cá nhân tôi cũng phản đối cái việc mà đưa cái tượng đài cổ thành Quảng Trị của Kim Lee Hồ vào trong 17 cái park
của thành phố Westminster. Tôi phản đối, xin thưa với quý vị, tôi phản đối không phải vì tôi không có thích Kim Ly Hồ hay là không thích tài đổ mà phản đối đâu quý vị. Hoàn toàn không có như vậy. Nếu như cái tượng đài này được dựng ở trong một cái park nào đó thành phố này, tôi phải thấy hạnh phúc, tôi vui sướng chứ quý vị. Nhưng mà thưa không, vì cái tượng đài này nó quá khổ. 17 cái park của Westminster, không có cái park nào mà tương xứng để đặt cái tượng đài đó thưa quý vị. Nó quá lớn. Cái tượng đài đó nó cần một cái park rộng lớn hơn, một cái khuôn viên mênh mang hơn, giống như là đặt ở trong My Square Park chẳng hạn. Nhưng mà My Square Park không phải thành phố của chúng ta. Thì cái Memorial Park may ra bởi vì nó lớn, nhưng mà họ không chịu. Còn những cái park, trong 17 cái park của thành phố này, không thể nào được. Vì nó không có đủ cái diện tích đất để cái tầm mắt của cái người mà chiêm ngưỡng tượng đài đứng mà nhìn một cách trọn vẹn. Và nếu như quý vị muốn chụp ảnh, khó lắm. Khó mà chụp được cái toàn cảnh đó lắm. Khó lắm quý vị. Và xin thưa với lại quý vị, có vài người ở trong nhóm của đám sĩ quan Tom Hùng, người ta đến thành phố, hội đồng thành phố người ta ý kiến là phải vào trong Freedom Park. Và ngay cả Kim Ly Hồ với Tài Đỗ cũng nói rằng nếu mà vào trong đó là tốt nhất, thì nó càng sai quấy nữa. Vì cái Freedom Park là cái tượng đài chiến sĩ Việt Mỹ độc tôn ở đó rồi. Cái diện tích nó nhỏ lắm, không thể để một cái bên cạnh. Tự nhiên cái tượng đài quản trị lớn hơn cái tượng đài chiến sĩ Việt Mỹ là vô lối. Vô lối. Nó sẽ về mặt thẩm mỹ, nó không có thể bảo đảm được. Và về mặt văn hóa thì đúng là quá tệ hại. Và tôi nghĩ rằng chính cái tượng đài cổ thành quản trị do nhóm bà Kim Ly Hồ và cái đám sĩ quan Tôn Hùng này làm nên, nó đã gây chia rẽ trong tình cảm và trong nhận thức của người Mỹ bản xứ và người Mỹ gốc Việt. Và có thể cả một số người ở các sắc dân khác nữa thưa quý vị. Cái điều này để nói lên là gì? Kim Ly Hồ không có tầm nhìn xa, không có tầm nhìn rộng, không có tầm nhìn sâu. Đó là sự thật quý vị. Kim Ly Hồ chỉ nhìn cái bề mặt rất là cạn. Bởi vì sao? Bà ta kinh doanh cái Abu Dhabi thành công nhanh quá. Cho nên bà ta cảm thấy tự mãn. Nhưng mà theo tôi nghĩ, cái Abu Dhabi của Kim Ly Hồ, đó là bà rất là may mắn. Bà ra cái sản phẩm đó đúng vào cái thời điểm mà cái cuộc đời, sự nghiệp của bà đang thăng hoa. Tức là bà chớp thời cơ đúng lúc. Cái đường Parabole nó đang đi lên, thưa quý vị. Và bây giờ quý vị có còn nghe Abu Dhabi không? Hết. Và cái văn phòng Abu Dhabi Kim Ly Hồ đã bán rồi, và đã đầu tư vào bất động sản rồi. Nếu như mà nó còn thăng hoa thì làm sao mà đóng cửa như vậy được. Và cái sự thăng hoa của Kim Ly Hồ nó đi kèm với rất là nhiều lời kêu thán của khách hàng. Và tôi có vào xem cái trang web của Abu Dhabi, rất là nhiều cái lời của những người Mỹ trắng nha quý vị. Tôi chưa nói đến người Việt Nam. Người ta kêu rêu lắm. Và chỉ có một sao, một sao, một sao, rất là nhiều. Quý vị cứ vào đi, vào trang web Abu Dhabi coi. Thì đó là những năm trước. Còn bây giờ Abu Dhabi đóng cửa rồi. Tôi không biết là bà có còn lại bán một số sản phẩm gì ở đâu nữa không. Nhưng mà Abu Dhabi ở Nam Cali này đóng cửa rồi, và trang web của bà cũng đóng rồi. Nó không có còn những cái lời bình của những cái tháng ngày này nữa. Nếu mà nói như Kim Ly Hồ thành công
thì tại sao Abu Dhabi nó không tiếp tục? Tôi nghĩ rằng đó là một cái sự thắng lợi ăn sổi ở thì. Hốt được một cú như vậy, xong hết. Giống như là mùa nước nổi cá nó lên, hốt cho thật lẹ vào. Và khi nước rút là hết. Tôi phải dài dòng dẫn chuyện như vậy để quý vị thấy rằng thật sự là Kim Ly Hồ học hành giỏi giang đến nơi đến chốn. Nhưng mà để vận dụng cái kiến thức đó vào trong thực tế của chính trường thì Kim Ly Hồ còn non nớt, sống xích. Tôi dẫn chứng về cái sai khi mà Kim Ly Hồ đầu tiêu là dời cái văn phòng thị trưởng Chí Tạ. Và cuối cùng là gì? Khi mà bà nói dời văn phòng mà không có cái plan nào cả thì bị cử tri người ta phản đối kịch liệt. Người ta nói rằng bà đuổi ông thị trưởng ra khỏi văn phòng. Cái dùng từ đuổi là tôi thấy đúng chính xác luôn quý vị. Bởi vì không có một cái plan để mà có một cái văn phòng cho thị trưởng ngồi, mà đã ra một cái nghị quyết ba người giơ tay là kể từ ngày tháng đó ông thị trưởng không được ngồi trong City Hall. Như vậy không đuổi là gì nữa? Cuối cùng thành phố đã, theo như Kim Ly Hồ Tài Đỗ nói, là thành phố đứng bên bờ vực phá sản, mà lại còn đề ra cái chuyện dời văn phòng. Cuối cùng là người ta lên một cái giá là 25.000, phỏng đoán là phải tốn 25.000 cho một cái văn phòng thị trưởng. Cuối cùng là ngưng, không có làm. Và cho đến bây giờ ông thị trưởng vẫn ngồi ở trong City Hall. Rồi qua cái tượng đài tái chiếm cổ thành Quảng Trị, làm tượng đài khi mà chưa có đất để đặt tượng. Quý vị thấy có sai, sai quá sai không? Và bây giờ một cái điều này nữa, và tôi nghĩ không có nhiều người biết. Quý vị có thể vào trang web của thành phố để quý vị xem. Khi mà Kimberly Hồ thấy là có thể bế tắc, là không có cái park nào để mà dựng cái tượng đài tái chiếm cổ thành Quảng Trị ngoài cái Memorial Park, thì Kimberly Hồ vội vàng đưa ra một cái nghị trình là đề nghị cái nhóm luật sư Lân và luật sư Văn đưa cái tượng đài, cái bia tượng cổ thành Quảng Trị 1 mà trước kia Kim Ly Hồ đã đầu têu là dừng lại vĩnh viễn, thì bây giờ gọi người ta đưa cái tượng đài 1 về lại Freedom Park. Cái điều đó, để cái nghị trình mà Kim Ly Hồ đưa lên để nói lên hai điều. Cái điều thứ nhất, đây là bản chất của người phản bội. Trước kia bà đã phản bội ông Chí Tạ. Trong khi đó, năm cái người nghị viên đã bỏ phiếu yes hết để cái bia tượng đài tái chiếm cổ thành Quảng Trị của nhóm luật sư Vân, Lân và Văn xây dựng ở Freedom Park. Người ta vừa đặt viên đá đầu tiên là bà Kim Ly Hồ nổ phát súng kêu gọi ông Tài Đỗ và ông Caleb Menzo đứng về phía bà ta là dừng cái tượng đài đó vĩnh viễn. Bây giờ khi mà bà ta thấy rằng có thể cái tượng đài của nhóm sĩ quan Tôm Hùm khả năng không tìm ra được cái park nào để đặt, thì bà ta quay lưng với lại, bất chấp, không cần biết đến cái nguyện vọng của cái nhóm sĩ quan Tôm Hùm này như thế nào. Bà ta đưa ra nghị trình là kêu gọi cái nhóm tượng đài 1 quay về lại Freedom Park. Quý vị thấy có một bà nghị nào mà làm việc kiểu đó không quý vị? Như vậy mà vỗ ngực xưng tên là biết cách điều hành, biết cách làm. Quý vị có tin được không? Nó thể hiện một cái sự non kém về nhận xét, về cái nhìn tổng quan, về đánh giá hậu quả diễn biến
mỗi một cái tượng nhỏ xíu như vậy mà còn không có nhìn ra được cái cách làm như thế nào để nhanh nhất đi đến kết quả, thì cái việc điều hành thành phố làm sao mà quý vị có thể tin được để giao cho bà Kim Ly Hồ làm thị trưởng? Thưa quý vị, và tại sao 2 năm qua Kim Ly Hồ với Tài Đỗ to mồm nói là thành phố sắp phá sản, đứng bên bờ vực phá sản, mà cứ họp triền miên, xài biết bao nhiêu tiền của thành phố vào những cái chuyện đấu đá đánh đấm, mất đoàn kết. Thưa quý vị, mới đây tôi có xem Kim Ly Hồ nói chuyện với lại nhà báo Trúc Linh. Bà ta nói rằng chỉ có bà, chỉ có Kim Ly Hồ mới xứng đáng ngồi vào cái ghế thị trưởng Westminster, bởi vì bà ta có học vị cao nhất, cao hơn các đối thủ của bà là Tài Đỗ và ông Charlie Nguyễn Mạnh Chí. Và bà ta nói rằng mặc dù cái chương trình làm việc của một nghị viên là một tháng chỉ có 2 kỳ họp, nhưng mà để có 2 kỳ họp đó, bà ta đã phải mất rất nhiều ngày để mà suy nghĩ, nghiên cứu. Có những cái đề tài, những cái nghị trình bà ta nghiên cứu đến cả tháng vậy, thưa quý vị. Quý vị có tin được không? Có những cái đề tài, những cái nghị trình bà Kim Ly Hồ có thể nghiên cứu cả tháng trước cuộc họp. Và nhà báo Trúc Linh ngợi ca Kim Ly Hồ là hóa ra như vậy Kim Ly Hồ đã làm full time rồi. Thưa quý vị, nếu như quả thật mà Kim Ly Hồ nghiên cứu cả tháng một số nghị trình quan trọng, thì cái nghị trình mà bà ta thành lập một cái hội đồng để xây dựng cái tượng đài tái chiếm cổ thành Quảng Trị, bà ta nghiên cứu bao nhiêu lâu mà lại đi xây tượng đài trước khi xin hội đồng thành phố cấp cho một cái miếng đất, một cái park nào đó, chỉ định một cái park nào đó để mà xây tượng đài. Vội vội vàng vàng đi đặt đúc tượng 5 ông lính thiệt to. Thưa quý vị, lời nói không có đi đôi với hành động. Bà nói là nếu bà lên làm thị trưởng, bà sẽ có rất là nhiều cái chương trình kế hoạch. Muốn làm cái này thì bà ví dụ là ví dụ muốn xây cái này thì là phải cái đưa ra nhiều cái plan, cái freeway như thế nào, cái highway thế nào, rồi cái tòa nhà đã đặt như thế nào. Thưa quý vị, bà Kim Ly Hồ, bà xây cái tượng đài thôi à, mà còn không làm đúng quy trình, đúng cái plan của nó, còn không có plan. Chưa có một người nào mà đi xây cái tượng đài trước khi đi tìm cái miếng đất đặt tượng hết á. Tôi chưa từng thấy trên thế giới này không có một ai mà đi đúc tượng rồi mới đi tìm một cái miếng đất đặt tượng. Không có. Chỉ có mỗi cái plan của Kim Ly Hồ, một nhà thông thái, tiến sĩ Kim Ly Hồ thôi. Không có một người thứ nhì độc nhất vô nhị. Thưa quý vị, cho nên tôi vẫn nói với quý vị, và một điều nguy hiểm ở Kim Ly Hồ mà tôi nhận thấy, bà nhìn vào ở thành phố, tôi không thấy Kim Ly Hồ đưa ra những cái chương trình hành động tốt đẹp. Bà nhìn vào đâu bà cũng thấy tham nhũng. Trong cái câu chuyện nói của bà Kim Ly Hồ với lại nhà báo Trúc Linh, bà dẫn chứng là người dân chửi nghị viên là vì cái phe mà chống đối lại bà đưa những cái người dân ra chửi để làm gì? Mục đích là chửi để cho bà phải bỏ phiếu yes cho cái nghị trình của phe bên kia.
Quý vị nghĩ xem, một người nghị viên nhận định như vậy có nguy hiểm không? Khi mà nhà báo Trúc Linh đặt câu hỏi với bà Kim Ly Hồ là tại sao mà người dân chửi nghị viên như vậy, thì bà ta giảng giải như vậy đó quý vị. Mà tại sao dùng từ là người dân chửi, người dân phản biện và người dân ý kiến? Tôi thấy không có ai chửi ngoài cái thằng Khải Đào. Khải Đào là một tên vô lại, một tên vô liêm sỉ mà gần như là bị điên khùng. Khải Đào là ai mà trong cuộc họp của thành phố gần đây là lên triệt hạ ông Trí Tạ, còn bây giờ thì triệt hạ cả ông Charlie Nguyễn Mạnh Chí. Vào trong cuộc họp của hội đồng thành phố, có nhiều sắc dân, trong đó có rất đông người Mỹ trắng bản địa, mà Khải Đào phát biểu không hề nêu lên những cái sự việc nào mà ông thị trưởng làm chưa đúng, ông nghị viên Charlie làm chưa đúng để mà góp ý chứ. Giống như người Mỹ trắng bản địa, người ta nêu sự việc, người ta đâu có chửi. Còn Khải Đào thì dùng những cái lời lẽ như là ông đã nghĩa là ông làm cho tôi xấu hổ. Khải Đào là ai? Khải Đào là cái đinh rỉ gì mà ông thị trưởng làm cho Khải Đào xấu hổ? Có ai bầu cử cho Khải Đào là xấu hổ vì những việc làm của ông thị trưởng không? Có ai nhờ Khải Đào đại diện xấu hổ giùm không? Một cái con người đi ra ứng cử mà chỉ có vài chục cái lá phiếu à, mà không biết xấu hổ. Và chính Khải Đào mới là người làm xấu cộng đồng. Tôi thấy không có ai chửi nghị viên cả, mà là góp ý, là phản biện. Như tôi đây, tôi đi lên sóng, tôi nói là tôi phản biện lại, chứ không có chửi. Còn Khải Đào, nói thật, tôi cũng có nghe. Tôi có nghe phong thanh là Khải Đào làm theo lệnh của đồng tiền. Đồng tiền của ai thì quý vị tự hiểu. Còn tôi không tiện nói ở trên truyền thông như thế này. Và mỗi... Tại vì sao mà tôi dám nói như vậy? Tại vì khi mà cái đối thủ nào, tôi nói thẳng chỗ này nè, Khải Đào là một người sát cánh bên cạnh Kimberly Hồ. Ngay cả như trong cái buổi mà chúng ta ngồi xem tivi công bố cái buổi kiểm phiếu trực tuyến của cái hội đồng bầu cử của Orange County, Khải Đào, Phan Trần, rồi là Andrew Lê, Kimberly Hồ, rồi một nhóm ngồi với nhau. Khi mà thấy phiếu của ông Trí Tạ cao á, là Andrew Lê phỏng vấn là Khải Đào xỉ nhục ông Trí Tạ đủ thứ hết á. Và cái đợt mà ứng cử tháng 6 thì giữa Kimberly Hồ với ông Trí Tạ có phải là hai đối thủ cùng trong đảng Cộng Hòa không? Thì là những cái cuộc bầu cử mà vào từ tháng 5 đến tháng 6 là Khải Đào lên trên hội đồng thành phố xỉ nhục, mắng mỏ ông Trí Tạ đủ điều. Cái lời lẽ của Khải Đào mới gọi là chửi đó, nhà báo Trúc Ly. Đó là chửi theo lệnh của ai? Chửi theo đồng tiền của ai? Còn bây giờ đây, khi mà ông Charlie đang là đối thủ, thì Khải Đào, kỳ họp, hai kỳ họp vừa rồi Khải Đào lên chửi ông Charlie. Chỉ có Khải Đào làm nhục cộng đồng Việt Nam thôi. Còn chúng tôi,
chúng tôi có thừa sức để mà đứng lên hội đồng thành phố để chửi thẳng vào mặt người này người nọ và chửi thẳng cả Khải Đào luôn. Nhưng mà chúng tôi đã không chọn cái phương pháp đó, bởi vì không có đi lên cái chốn quan trường để vạch áo cho người xem lưng, để tự tố cáo cái cộng đồng Việt Nam này nó nát bét như vậy. Thưa quý vị, và tôi muốn nhắn gửi với Khải Đào, hãy chấm dứt cái trò hạ cấp vô văn hóa thiếu giáo dục đó đi. Bây giờ ai bỏ tiền ra cho Khải Đào lên mua giờ trên radio để ngồi chửi ra rã cả ngày? Khải Đào làm sao mà có kinh tế để mà mua một cái làn sóng radio để mà chửi? Là ai mà Kimberly Hồ dõng dạc nói rằng dân chửi là do phía bên kia người ta muốn cho mình phải duyệt, mình phải bỏ phiếu yes cho cái nghị trình của họ, cho nên mới nhờ người dân đến chửi nghị viên? Đó là lời Kimberly Hồ trả lời với nhà báo Trúc Linh mà tôi nghe như vậy. Thưa quý vị, rồi Kimberly Hồ còn nói là khi mà nhà báo Trúc Linh hỏi rằng là có những người nghị viên người ta bỏ phiếu no là vì người ta không có đứng về phía dân mà người ta chỉ muốn triệt hạ cái nghị viên đối phương, có phải không? Thì Kim Lê Hồ nói đúng như vậy. Là sao? Và dẫn chứng là cái câu chuyện tượng đài tái chiếm cổ thành Quảng Trị. Thưa quý vị, tôi nghĩ rằng nếu như bây giờ nè, trong khi đó tôi chỉ dẫn chứng như ông Carlos Menzo, có phải là từ cái ngày mà Kim Lê Hồ quay lưng với lại ông Trí Tà và ông Charlie Nguyễn Mạnh Chí, Kim Lê Hồ đã kéo Carlos Menzo đứng về phe mình? Và tài đổ nữa, ba lá phiếu đó vùi dập ông Trí Tạ và ông Charlie Nguyễn Mạnh Chí hơn 2 năm qua. Thế thì bây giờ cái câu chuyện tượng đài tái chiếm cổ thành Quảng Trị, ông Carlos Menzo kiên quyết không có bỏ phiếu cho cái tượng đài của Kim Lê Hồ và cái đám sĩ quan Tôn Hùng vào bất cứ một cái park nào ở trong thành phố này. Như vậy là sao? Là như vậy có nói rằng là ông Carlos Menzo không có đứng về phía cử tri mà chỉ là muốn gây hại cho phía đối phương không? Đâu phải. Đó, ông Carlos Menzo là người Mẻ mà. Cái câu đó là Kim Lầu muốn ám chỉ ông Trí với ông Chí. Nhưng bây giờ tôi dẫn chứng ông Carlos Menzo kiên quyết là không có để cái tượng đài đó vào bất cứ cái park nào trong 17 cái park của thành phố. Mà chỉ có một cái duy nhất ông Carlos Menzo yêu cầu là ra Memorial Park. Như vậy thì Kimberly Hồ giải thích như thế nào về trường hợp này? Mà bà nói rằng là có nhiều nghị viên là không có đứng về phía cử tri mà chỉ bỏ phiếu là vì muốn cho cái nghị viên đối phương của mình phải thất bại. Tôi không nghĩ là như vậy. Ngay cả tôi là người Việt Nam, nếu như có một tượng đài tái chiếm cổ thành Quảng Trị đứng trong một cái park nào đó ở trong thành phố này, tôi vô cùng hạnh phúc và sung sướng lắm. Nhưng trong trường hợp này không thể, tôi không ủng hộ. Vì cái tượng đài của các ông các bà làm quá lớn, làm cho đã nư, làm để chứng tỏ rằng mình tài giỏi hơn cái nhóm mấy luật sư Lân và Văn. Người ta làm bia tượng để phù hợp với cái cụm
bia tượng của Freedom Park, để cho nó nằm ở trong Freedom Park, nó lập thành một quần thể tượng bên cạnh một cái tượng duy nhất là tượng đài chiến sĩ Việt Mỹ. Người ta có hiểu biết, người ta có trình độ, người ta có cái nhìn cả về văn hóa, về thẩm mỹ, kiến trúc. Người ta làm như vậy, mấy ông mấy bà chê đủ thứ. Rồi bây giờ mấy ông mấy bà làm cho đã nư để muốn chứng tỏ với cộng đồng Việt Nam là chúng tôi làm tượng là ra tượng này, cái tượng to như thế này nè. Trong khi đó, chưa có tìm ra được một mảnh đất nào để đặt tượng cho phù hợp, thì đi đặt một cái tượng to đùng như vậy. Tại sao Kim Ly Hồ là một bà nghị mà đi trả lời một nhà báo ở trên Công Luận mà nói rằng là những người nghị viên kia người ta bỏ phiếu no là họ không có vì cử tri mà chỉ vì muốn triệt hạ cái nghị viên đối thủ là sao? Nhận thức như vậy là kém cỏi lắm. Trong trường hợp này không phải như vậy, mà rõ ràng cái tượng đó, 17 cái park trong Westminster không có phù hợp cho một cái tượng to đùng như vậy. Kim Ly Hồ nên hiểu là như vậy. Cho nên, để kết luận về Kim Ly Hồ, thưa quý vị, tôi có thể nói rằng bà ta có học vị, nhưng mà vì bà ta quá tự mãn, quá tham vọng, bà ta nghĩ rằng bà ta đang có rất là nhiều tiền, bà ta lại là có bằng tiến sĩ, cho nên bà ta nghĩ rằng bà ta sẽ có thể hơn tất cả mọi người nghị viên khác, bởi vì cái con người của Kimberly Hồ chỉ muốn làm người lãnh đạo người khác, chỉ đạo người khác. Nhưng chỉ cần bà ta nói một câu rằng điều hành thành phố như điều hành một công ty, thì tôi đã thấy Kimberly Hồ không có đủ độ, không có đủ tầm để mà làm thị trưởng thành phố, thưa quý vị. Làm nghị viên cũng không đủ luôn á. Tại vì sao? Như lúc nãy tôi đã phân tích, làm sao mà so sánh cái thành phố như một công ty? Vì thành phố có 5 người lãnh đạo, còn cái công ty Abuja chỉ có một mình bà thôi. Nó khác lắm. Và thành phố hàng chục ngàn dân như vậy, nó khác với lại những nhân viên dưới quyền của bà ta. Và người dân thành phố là đóng thuế cho thành phố chi tiền, chứ không phải lãnh lương từ thành phố. Nhớ là như vậy. Và tôi ngừng ở đây, không có còn nhiều thời gian. Tôi chỉ nói một chút xíu về tài đổ thôi. Và tài đổ tôi sẽ có trong một cái chương trình khác, thưa quý vị. Trong một cái phỏng vấn mới đây nhất của tài đổ với lại Andrew Lê, là cà phê sáng với nghị viên, tôi nghe ông tài đổ nói rất là nhiều điều. Trong đó tôi nghe rõ ràng ông trả lời Andrew Lê là tại sao ông bỏ phiếu trắng về cái việc mà quyết định là sẽ đưa ra cho dân có ý kiến vào ngày 8 tháng 11 là có thể duy trì 1% cái thuế sales tax hay không. Thì ông trả lời rằng vì đảng Cộng Hòa không có chủ trương tăng thuế, và ông nói rằng ông muốn làm như vậy để cho ông buộc ông Trí Tạ phải giải quyết, để cho ông Trí Tạ phải bỏ phiếu yes tăng thuế. Thì tôi có thể nói với lại ông tài đổ rằng đây là một cái trò chơi chính trị, một cái âm mưu, và ông đã nói dối với lại cử tri. Là vì sao? Vì tài đổ đi ra ứng cử thị trưởng
dưới sự support của bà Janet Nguyễn. Và tất nhiên, ông nhận lệnh từ bà Janet Nguyễn là không được tăng thuế. Tức là gì? Ông vì cái laugh, ông vì cái ghế thị trưởng, chứ không có vì cử tri. Trong khi đó, ông Chí Tạ và ông Jack Lee, bà Kim Ly Hồ thì khỏi nói rồi. Tại vì sao? Bà Kim Ly Hồ dựa vào police, bà dựa vào cảnh sát. Cho nên ngay từ đầu bà đã chủ trương tăng thuế. Và trong nhiều năm qua là Kim Ly Hồ còn muốn tăng thuế 1.5 chứ không phải là 1 chấm. Cho nên Kim Ly Hồ không có dựa vào đảng Cộng Hòa, bà dựa vào cảnh sát, cho nên bà chủ trương là tăng thuế. Còn ông Trí với ông Chí, họ vừa là nghĩ đến cái vai trò là đảng viên đảng Cộng Hòa, nhưng vừa là vai trò đối với cử tri, đối với thành phố. Cho nên người ta phải cân đong đo đếm. Và cuối cùng họ đã quyết định, họ chấp nhận là giữ nguyên cái việc tăng 1% thuế sales tax để giữ cho cái thành phố này nó được bền vững. Và còn tài đổ là ai? Ông ngụy biện, ông nói rằng ông bỏ phiếu trắng để cho ông tài đổ phải, để cho ông Trí Tạ phải bỏ yes. Có nghĩa là gì? Ông muốn dí ông Trí Tạ để cho đảng Cộng Hòa buông tay ông Trí Tạ chứ gì? Đó là một trò chơi mưu mô. Nhưng ở đây tôi nhìn với góc độ cử tri là ông đã bất chấp cử tri, bất chấp thành phố này. Miễn sao ông được đảng Cộng Hòa support dưới sự bảo kê của bà Janet Nguyễn để cho ông được đạt được cái ghế thị trưởng thành phố, có phải không nào? Ông đừng có nói là tôi fake news nha. Tôi nói chính xác luôn á. Và một người như vậy có xứng đáng để chúng ta gửi lá phiếu thị trưởng thành phố không quý vị? Gửi cho ông ta để làm gì? Nếu mà quý vị gửi lá phiếu cho ông Tài Đỗ làm thị trưởng thành phố này, thì quý vị đã giao chứng cho ác. Bởi vì khi đứng bên bờ vực thì Tài Đỗ chỉ lo giữ cái thân mình thôi. Còn mặt cư dân của thành phố này, cho dù thành phố có phá sản thì kệ tụi mày. Có đúng không nào? Tại sao ông lại bỏ phiếu trắng? Một cái trường hợp nó nguy hiểm như vậy, thành phố đứng bên bờ vực mà ông bỏ phiếu trắng là ông vô trách nhiệm. Thì ông ứng cử làm thị trưởng để làm gì? Chỉ cần một chi tiết đó thôi, khỏi phải nói nhiều. Ông Tài Đỗ. Chưa kể bà Janet Nguyễn, nếu như quý vị coi trên sóng cái kênh mà anh luật sư Tâm và anh Ngô Kỷ nói về Janet Nguyễn, bà ta ứng cử và bà ta ngửa tay cầm tiền, từ đâu để bà ta vận động bầu cử, tranh cử? Và bây giờ bà đi lên phố Bôn Sa, bà chối đây đẩy. Ông Phát Bùi còn bảo vệ bà Janet Nguyễn, nói là có thể là bà Janet Nguyễn bà đi San Jose, bà gặp nhiều người và bà không nhận ra ông nào là ông Trần Tuấn Anh. Ôi dồi ôi, làm sao mà một cái người như ông Trần Tuấn Anh mà không được giới thiệu à quý vị? Nếu mà ông Trần Tuấn Anh mà có mặt, tất cả những người tai to mặt lớn mà dự trong cái cuộc họp fundraising của một bà ứng cử dân biểu của tiểu bang thì đều phải được giới thiệu. Và về nguyên tắc, cái bà dân biểu tiểu bang ứng cử như vậy, anh phải tìm hiểu người nào đã ủng hộ support tiền cho anh chứ. Làm sao? Giống như ngay cả vợ chồng, nếu mà người chồng đem một cục tiền về cho mình, bổn phận người vợ phải hỏi là tiền này ở đâu vậy anh, phải không quý vị?
chứ tiền đi ăn cắp ăn trộm về cũng cầm à, miễn sao thấy tiền là cầm à. Mà ông Phát Bùi lên sóng phố Bonsan TV nói rõ ràng luôn, bảo vệ cho bà Janet Nguyễn một cách vô lối. Giống như là ông Phát Bùi, ổng vào trong cuộc họp của đại sứ cộng sản mà ổng nói là ổng đột nhập vậy đó quý vị. Nghĩa là léo lận. Làm sao mà bà Janet Nguyễn mà nói, ông Phát Bùi nói là có thể là cuộc họp đó có thể có ông Trần Tuấn Anh đó, nhưng mà bà không biết Trần Tuấn Anh là ai. Trời ơi quý vị, một người dân biểu ứng cử vào dân biểu tiểu bang mà mình đi gặp gỡ những người support cho mình mà mình không biết, mình không hỏi cái nhân vật đó là ai, nhân vật này là ai, mà cái người cho tiền mình là ai mà mình không tìm hiểu sao? Thấy tiền là cầm à? Quý vị có nghe được không? Và chính bà Janet Nguyễn trong cái đợt bầu cử sơ bộ tháng 6 vừa rồi, bà ta support cho ông Ted Bùi. Ted Bùi là ai quý vị? Quý vị đã nghe rõ rồi. Bây giờ tiếp tục bà Janet Nguyễn support cho ông Tài Đỗ. Xin quý vị lưu ý những cái chi tiết nhỏ nhặt đó để chúng ta hiểu rằng chúng ta cần phải sử dụng lá phiếu của mình cho ai nha quý vị. Rồi, ông Tài Đỗ nói rằng, tôi rất là ngạc nhiên là ông Tài Đỗ với lại bà Kim Ly Hồ luôn đổ thừa vào thành phố đứng bên bờ vực phá sản là lỗi ông Chí Tạ. Mà họ không nghĩ rằng 6 năm tăng 1% thuế thì trong đó đã có hơn 2 năm và mãi cho đến bây giờ lạm phát như vậy vẫn còn đang kéo dài. Hơn 2 năm tình trạng Covid, mọi thứ đều ngưng động, cái guồng máy nó không có chạy, thì làm sao mà có sale tax cho thành phố. Như vậy mà thành phố vẫn còn giữ được đến hiện nay hơn 30 mấy triệu, gần 40 triệu. Nếu như hơn 2 năm qua không có Covid và sau Covid không có lạm phát như ngày nay thì làm sao mà thành phố đứng bên bờ vực quý vị. Nghĩa là họ dùng mọi cách, họ xảo ngôn để bôi nhọ ông Trí Tạ. Chúng ta nói cái gì phải công tâm. Họ nói chúng tôi là fake news, nhưng chính Kim Ly Hồ và Tài Đỗ mới là người đưa ra fake news để mà bôi nhọ đối phương của mình. Vậy mà ông Tài Đỗ nói rằng nếu như mà ông mà đắc cử thị trưởng, việc đầu tiên ông ta làm là gì? Là sẽ thống nhất hội đồng thành phố lại một mối đoàn kết. Tôi nghe ông Tài Đỗ nói câu này tôi thấy hay đó. Nhưng mà làm thì không phải như vậy. Thưa quý vị, nếu như thực sự ông Tài Đỗ và Kim Ly Hồ có thực tài, thì tại sao hai người này ngồi trong hội đồng 5-6 năm qua, họ không đưa ra những cái sáng kiến của họ để cho thành phố này vực dậy, cho có nhiều người đầu tư? Ông Tài Đỗ nói là ông chống đối tăng thuế vì ông muốn hội đồng thành phố phải năng động, làm thế nào để cho đưa vào nhiều nhà đầu tư, chứ không có phải là tăng thuế của dân. Thưa quý vị, tại sao mấy năm qua ông Tài Đỗ không làm? Trong khi đó, chính Kim Ly Hồ và Tài Đỗ nói rằng cái ghế thị trưởng không có giá trị gì cả, chẳng qua là để gõ búa, điều hành cuộc họp và để đi họp thôi, và để ký những cái bằng khen. Họ nói như vậy có nghĩa là gì? Là trọng trách của ông Tài Đỗ, của các nghị viên và ông thị trưởng ngang nhau trong cái việc thành phố này thành công hay thất bại, có đúng không? Như vậy mà khi họ nói cái thành phố này đứng bên bờ vực, họ đổ lỗi cho ông thị trưởng Chí Tạ là sao? Có phải là họ xảo ngôn? Họ xảo ngôn, họ nói lời hay ý đẹp, mà khi những cái điều gì mà không tốt họ đổ trên đầu người thị trưởng, thưa quý vị, là sao? Mà ông thị trưởng có tài giỏi đến mấy
mà 5 người mất đoàn kết chia bè phái như vậy thì làm sao mà làm việc được quý vị? Cho nên, thưa với quý vị, tôi sẽ kết thúc chương trình hôm nay tại đây và tôi sẽ nói về tài đổ trong một chương trình sắp tới. Nhưng xin quý vị lưu ý cho rằng đừng có nghe những cái lời mà hai ứng cử viên tài đổ và Kimberly Hồ họ lên sóng, họ nói lời hay ý đẹp, họ đổ tội cho ông thị trưởng Tạ Đức Chí. Trong khi đó, họ chẳng đưa ra được cái idea nào cả. Trong khi đó mà trong thực tế chúng ta thấy là 5 cái lá phiếu của 5 người thành viên của hội đồng thành phố ngang nhau. Đúng là như vậy. Nhưng mà ông thị trưởng, ông có trách nhiệm cao hơn một chút thôi. Nhưng mà họ có đưa ra được idea gì không? Hay là họ chỉ bắt tay nhau để chia rẽ? Và chia rẽ để làm gì? Đấu đá, sử dụng đồng tiền thuế của nhân dân vào trong các cuộc họp vô bổ. Thì bây giờ họ ứng cử, họ nói lời hay ý đẹp. Chúng ta muốn hội đồng thành phố đoàn kết thì trong kỳ bầu cử này xin quý vị phải sáng suốt chọn lựa. Chọn lựa thị trưởng là ai, nghị viên là ai, để làm sao để cho thành phố này, hội đồng thành phố phải chấm dứt cái sự mất đoàn kết. Và những cuộc họp của hội đồng thành phố phải có thực chất giá trị, là đưa lên những cái idea sáng tạo để làm sao thành phố ngày một phát triển và đời sống của cư dân ngày một tốt hơn lên. Thưa quý vị, Nhật Linh xin được chấm dứt chương trình ở đây. Xin cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin quý vị hãy cùng chúng tôi suy nghĩ về lá phiếu của mình dành cho ai, niềm tin của mình phải thật sự sáng suốt. Xin trân trọng kính chào và xin hẹn gặp lại.